Mic thứ check-in. Ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy. Hôm nay, 13 tháng 8 năm 2021. Hình ảnh mọi người đang xem là thành phố rạch giá trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 ngày 12 tháng 8 2021. Đoạn về cổng Tam Quan, một biểu tượng mang giá trị lịch sử, văn hóa mà tất cả chúng ta khi nhắc đến về tỉnh Kiên Giang, ai ai cũng biết. Và trong video này, ở phần cuối sẽ là cuộc hành trình từ rạch giá về thứ 11 đi bằng xe máy. Và sau đây là những tin vắn tại tỉnh Kiên Giang mà bà con cần biết được Miệt Thứ cập nhật trong ngày hôm nay. Về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, theo Bộ Y tế, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận Kiên Giang có 8 ca nhiễm mới. Và theo Sở Y tế Kiên Giang cập nhật lúc 11:45 buổi tối ngày 12 tháng 8, tỉnh Kiên Giang có 22 ca mắc COVID-19. Cụ thể, tại huyện Châu Thành 16 ca, thành phố Rạch Giá 5 ca và Gò Quao 1 ca. Sở Y tế tỉnh Kiên Giang còn cho biết toàn tỉnh Kiên Giang có 13 khu phong tỏa, 56 khu cách ly. Số người theo dõi tại nhà là 2.297 người, nhiều nhất là huyện Châu Thành với 1.003 người. Tại các khu cách ly tập trung là 1.353 người, nhiều nhất vẫn là Châu Thành với 543 người. Và Giang Thành là huyện chưa ghi nhận ca nhiễm nào kể từ khi Việt Nam có dịch Covid-19 đến ngày hôm nay, là vùng xanh an toàn tuyệt đối của tỉnh Kiên Giang. Và đây là hình ảnh về chuyến xe nghĩa tình của bà con U Minh Thượng đang thu gom rau củ quả, gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu từ các nhà hảo tâm mang giúp cho bà con khó khăn tại huyện Vĩnh Thuận. Con quay rồi. Rồi có gì con gửi cho cô Minh cho. Cô Minh có xài Zalo không? Rồi vậy. Đây cô Minh đây. Đây đồ từ thiện đây. Đây gạo. Ngày nào cũng có cho hết trơn nha. Ngày nào cũng có cho giúp bà con bên Vĩnh Thuận đang khổ. Đây là chiếc xe của chị Vĩnh Thuận. Chia sẻ với Miệt Thứ, anh Nguyễn Ngọc Bình hiện đang công tác tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện U Minh Thượng đã cho biết: thấy bà con Vĩnh Thuận đang khổ quá nên tôi đứng ra vận động giúp phần nào lương thực, thực phẩm thiết yếu, mong bà con mình đỡ vất vả hơn, sẽ vững tin vượt qua giai đoạn khó khăn này. Về cách thức thực hiện thì tôi vận động các nhà hảo tâm cả trực tiếp lẫn online trên trang Facebook cá nhân của tôi. Tôi có chiếc xe ô tô nên tiện chạy đi gom hàng về nơi tập kết. Khi mà đường xá thuận lợi thì xe tải vào thẳng khu vực của bà con ủng hộ để thu gom luôn. Tất cả hàng hóa thu được sẽ phân ra thành từng phần nhỏ. Thường thì một phần quà sẽ có 5kg gạo, 10 gói mì và chai nước tương kèm theo rau củ quả để gửi tặng bà con tại khu phong tỏa hay chợ không đồng của huyện U Minh Thượng. Chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện cho tôi đi lại trong huyện nên mọi việc thực hiện rất là nhanh chóng gọn gàng. Hiện tôi đã vận động được hơn 5 tấn lương thực các loại. Anh Bình cũng đã tâm sự: làm từ thiện mùa dịch chưa bao giờ là dễ. Giai đoạn này ai cũng khó khăn cả. Người nghèo thì không có ăn, người giàu thì làm gì cũng khó. Nên nếu chia sẻ với nhau từ tâm thì luôn có động lực vượt qua. Và cái quan trọng trong lúc này là không phải cho cái gì mà là cách cho. Giờ mình cho người ta chỉ có 5 gói mì mà tâm sự nhẹ nhàng, tình cảm thì dù ít, họ cũng sẽ nhận rất là vui vẻ và hạnh phúc khi họ được quan tâm đúng lúc họ cần. Mình đi nhận đồ người ta cho cũng vậy. Dù rau củ quả không đẹp hay là héo thì mình cũng phải nhận, vì đó là cả tấm lòng của bà con. Có khi cả ngày họ lội nước dưới ao cắt được tầm có 10kg rau à. Từ sớm đến trưa, chiều mình mới lấy thì làm sao mà không héo được. Và có những chuyến xe đã đầy ắp hàng hóa, không thể nào mà chở hết, buộc phải bỏ lại. Thì nhất định ngay sau đó bất cứ giá nào cũng phải chở lại đó để mang đi, không bỏ lại một cọng rau, một trái khóm nào. Vĩnh Thuận bây giờ bà con cần nhiều rau lắm. Và Bình cũng rất là mong bà con mình ai có rau củ quả trồng sẵn tại nhà đang vào mùa thu hoạch mà mở rộng lòng từ tâm thì hãy gọi cho Bình sẽ đến lấy hết.
Với những lời chia sẻ chân tình của anh Bình, Miệt Thứ cũng hy vọng rằng câu chuyện này sẽ truyền một tinh thần tương thân tương ái, sẵn lòng giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn của người dân Miệt Thứ quê mình. Bà con mở rộng lòng từ tâm, xin hãy để lại bình luận bên dưới video này. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bà con. Xin chân thành cảm ơn. Nước sạch ghê chưa? Và hình ảnh mà mọi người đang xem là thực trạng nước sinh hoạt tại các gia đình của bà con ở thứ 11 xã Đông Thành, thứ 10 đã phản ánh với Miệt Thứ trong ngày hôm nay. Đây là nước hiện tại ở nhà em nha. Đây là bị 3 ngày gì đó. Chị Thanh Thùy ngụ tại thứ 9,5 xã Đông Thạnh đã đăng tải dòng trạng thái trên Facebook cá nhân, chị viết: cho em hỏi rồi chừng nào nước mới sạch lại vì chèn. Và không riêng gì chị Thùy, hàng loạt bà con tại huyện An Minh đã chia sẻ những hình ảnh và nội dung thắc mắc, bức xúc, khó hiểu về nguồn nước hiện có. Tài khoản Facebook Yến Thu Trần còn cho biết, hôm nay gia đình chị đã phải tắm nước đen thui vì nhà chỉ có nguồn nước máy trong sinh hoạt nên nước dơ thì cũng phải tắm. Chị Mai Trần thì cho biết chỗ em không có nước luôn, mấy nay hên có nước mưa để xài, chứ không là cũng không biết làm sao. Từ trong cây nước thải ra luôn. Và thật sự trong những ngày giãn cách theo tinh thần ai ở đâu ở đấy thì sự việc này đã phần nào ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của bà con. Hy vọng rằng trạm cấp nước An Minh sẽ sớm khắc phục được hư hỏng, mang đến nguồn nước sạch cho bà con yên tâm ở nhà chống dịch. Và tiếp theo, Miệt Thứ xin mời mọi người cùng xem cuộc hành trình ghi lại hình ảnh đường xá từ Rạch Giá về thứ 11 trong ngày giãn cách xã hội Ai ở đâu, ở đấy, ngày 12 tháng 8, 2021 do ekip Miệt Thứ thực hiện.
Thank you.